già đi tụi con ngủ nè mà không ăn nữa không rồi con không ăn có rồi không ăn ngon không chứ ngon thèm là con miếng à chị mới gọi gì nè con Vương Vinh rồi ơi chất ra mọi người ơi chất ơi chào mọi người cái đi trời ơi chất ra bây giờ chất muốn gọi đâu chất muốn gọi đâu giờ chất muốn gọi đâu ngồi đó đi ngồi đó đi rồi chất ngồi bên đây à chất ơi chào chị Mỹ Dung cái chất ơi kè đưa điện thoại cho rồi chào chị ơi gì chất mãi định gì chất mãi định Dung khỏe không Dung? Bả đi nhậu quá hả? Giống gì phải đỉnh gì chứ? Cái micro bên này nè. Ủa cái giọng cái lắc đâu. Rồi. Thì chết cầm nói chuyện nè. Cầm nói chuyện thiệt. Đưa micro, đưa cái hình qua bên kia. Đó, chị Dung nghe không? Thôi. Trời ơi, hôm nay tôi nhớ mà. Bà đỏ con mấy hắn tôi buồn lắm nha. Để trên cái ly á. Để bà đi xuống không. Miệng đi đái vậy. Đó, bỏ xuống hết gì hết gì. Lấy cái chén cho dì chất cho giùm anh á. Mai gia đình đoàn tụ nha, chị hai, chị ba và có hết nha. Chào mọi người nha. Bầu lúc lắc hả? Lấy thêm dĩa bầu lúc lắc hả chị? Hai luôn đi, hai dĩa luôn đi. Hai bên hai dĩa. Mày nhớ nhớ tao đó, mày chắc làm chị. Chất biết sao không? Biết sao mà chị mới vô không nhắc chứ không? Điện tử nó ém luôn, con nghe nói vậy á, nó ém đó thôi. Đây. Về cho 200 đó mày. Trời ơi. Về cho 200. Trời ơi, thật quá. Mẹ con đi mang tí đi làm mẹ chưa? Có ông Lâm An kia mẹ mua cái mua nữa. Con kia mẹ mua cái lắc mẹ không chịu. Không đủ tiền, mua nhà cũng 5 phân hả vậy đó. Chứ còn làm nhiều mẫu đâu. Ủa cháu cháu gì ta? Cháu nhiều. Trên mạng ai đó nữa là cũng được mua bà 5 chỉ bà cô Phước. Nói sao? Nói bà cô Phước 5 chỉ cũng có qua mà trời. Đi xe Yến Tử chở. Má nó đập đầu ngoài giờ. Trời ơi đủ má này vậy cũng kinh ta 200 đó kìa. Bổ lại. Anh nói mày có tiền rồi. Trời ơi má. Nè không cần nói chuyện với bà đi. Thôi còn không nói lâu ngày chị Dung nói chuyện chất đi. Nói cho vui đi. Còn quay phim. Anh tôi. Cầm để dưới đất đi, để xuống. Tưởng tưởng có 2 triệu rồi. Ê, có 2 triệu nha, chị mới dùng nói kìa. Mà nó trên clip rồi mà. Thì ai nãy nó trên clip rồi. Rồi. Có, em có đi dưới đất đi. 2 triệu. Ba có 1 triệu. Này là gì? Con Dương con Quỳnh bán số, con Quỳnh clip cho coi mà. Con Quỳnh là mua số 500 cho 200. Trời ơi, ai cũng tươi nữa đi, trời ai quá tươi luôn rồi, ai cũng có tiền hết rồi. Giờ chị chất nhận được cái tin bất ngờ nha. Chị Kiều gọi đi về cho chị chất nha. Nó nói đúng rồi chị Dung. Dung nhậu bao nhiêu lâu rồi? Tôi cho ai?
Có dùng ơi, dùng nghèo đủ ăn đủ mặc đủ sống được rồi. Nghèo gì? Qua Tết với giờ chưa gặp bà đó. Má ơi, chung có tiền cho người ta. Kể đi, có thôi. Có thôi em à. Có không chứ? Ngon, thèm là có miếng à. Mới gọi gì nè? Cái đường là bắt ăn mày. Miếng lọt với ổng. Sao? Rồi, gọi đi, gọi đi. Miếng chất chờ ăn xù riêng nha hả à. Chứ không sợ à chớp để đường còn chị xù riêng lắm á alo à, ngày mai nhóm em chuẩn bị đi chơi mọi người ơi, đi một cái chỗ mà nghe nói là tắm một cái vé không mà 400-500 ngàn là cũng tắm cái xin không, cái chỗ đó anh Bảo biết không, rồi giới thiệu sơ sơ anh Bảo ơi, chỗ đó là của thằng Suối Tiên nó mở khu du lịch Sơn Tiên và Mai Sơn Bay. Ngày xưa đó là 600 ngàn vé, nhưng mà vé mắc quá, giờ nó giảm giá còn 450 ngàn người. Ở trong đó là nghe nói là công viên nước lớn nhất Đông Nam Á, hai vợ chồng em đi 3-4 lần rồi, chúng gì cũng đi qua 1 lần rồi. Nói chung là đi vô đó vui lắm, đặc biệt là có cái sóng cao 7 mét đánh một cái thôi lật ngược người lại luôn. Đó, quay trong là nhiều trò chơi rộng lớn lắm, vui vẻ lắm. Đó, chỉ biết vậy thôi, rồi xin tiếp nha. Xin hoài. À, vậy là em cũng nghe phong phanh là ngày mai nhóm chuẩn bị là đi cái chỗ đó, nghe nói là rất là vui ha. À, ngày mai thì bây giờ đang bàn kế hoạch là ngày mai đi như thế nào, rồi chuẩn bị đồ tắm như thế nào. Ở đó có cho tắm đồ bình thường không? Đồ chơi trong cái ống mấy cái lồng phải không? Diễn là chợ bé vô diễn là chợ nè cậu hai trả dùng hỏi mày kìa. Dạ nghe chị ơi, Sơn Tiên nó cũng là thuộc tập đoàn của Suối Tiên á, nó Sơn Tiên là của Suối Tiên luôn á. Một giá vé là 400-mấy chục ngàn một vé, 10 người là 4.500.000 4.500.000 chắc là vừa lòng chưa? Rồi, cảm ơn Dung nhiều. Nè, vui chưa kìa? Vui. Nhắc tặng với Dung bài đi. Đi đi, ấm bệnh thật đó. Đi đó về bữa hả? Ra đi. Để chứ ấm bệnh xong đi đi. Vậy, dự định là ngày mai á, chưa biết giờ nào. Chạy ra đây nè. Bảo anh mập nãy giờ chờ gì kìa.
Ngân chở em về nha. Đợi ngồi chơi xíu đi về hả? Xíu nữa đi. Xíu. Xíu xíu. Con quay xong cái clip này cái nè. Con quay hết clip đi, chất tương tác chào mọi người cái đi. Chào mọi người. Hôm nay đi ăn là thấy cảm giác như thế nào? Nay qua bê ăn chung chứa đi chơi cho thả. Mãi định, mãi định bên bê. Cái gì vậy? Mãi định. Nay bê cho tiền mãi định. Mai ai cho tiền sao? Mai ai cho tiền sao? À, Yến Vũ cho, mãi đến. Chị Dung cho. Chị Hai. Tôi kêu bà bằng chị Hai. Chị Hai cho, mãi đến. Ai cho tiền là mãi đến. Ai đi chỗ? Còn anh Bảo sao? Chức còn thương anh Bảo không? Chức còn thương anh Bảo không kìa? Anh Bảo anh khóc kìa. Chức còn thương Trần không? Mãi đến. Bán thôn cha gì à? Thôi thôi má. Chị Dung hỏi bà bán muốn ăn gì nữa không? Cô ăn. Ăn nướng gì? Không. Ăn cái bò đi. Ăn có nổi đâu, kêu ra mấy con. Ăn nổi đâu? Chị Dung ơi, bây giờ má nói là bán quay cỏ xanh rồi. Cỏ xanh là chết. Bánh. Chết xanh cỏ. Ngán cơm rồi, giờ thèm đất rồi. Thèm phở. Đây rồi, xung quanh nè mọi người ơi. Ăn uống rồi cũng rất là nhiều món ha. Ngày kêu bao món nè. À, Hưng Trần cũng cảm ơn chị Dung. À, chị Hai Dung tài trợ cho cái phần ăn này. Rất là cảm ơn chị luôn. Hôm nay chị tại chợ ha. Bảo thì xỉn nói rồi, bây giờ hết nói gì được thầy. Giống như là kiểu là bây giờ hết nói nổi rồi mọi người ơi. Trời ơi, quay qua cặp lại cho chồng nghe thiên hậu.